Em này là serum dạng xịt của hãng D-Alba. Và nhìn vào chai thì bạn sẽ thấy nó bao gồm hai lớp, ở trên là dầu và ở dưới là dưỡng. Trước khi mình dùng thì mình nhớ lắc đều lên. Thì trong em này có rất là nhiều những cái thành phần liên quan đến dưỡng ẩm nè, chống oxy hóa nè và làm dịu da. Vậy nên mọi người sẽ thấy giá của một cái chai xịt này là không hề rẻ. Ví dụ như chai gần 100ml thì giá cũng sấp xỉ 500.000. Thời điểm mà rửa sạch retinol thì cái lúc mà da khó chịu nhất không phải là buổi sáng mà là sau khi mình tẩy trang, rửa mặt vào buổi chiều. Tại vì lúc đó mình chưa sẵn sàng để bôi một cái lớp dưỡng ẩm dày rồi đi ngủ. Nhưng mà nếu như không dưỡng gì thì còn khó chịu hơn, tại vì da rất là căng. Thành ra ở cái mốc thời điểm đó đó là Rue sẽ ưu tiên những cái loại dưỡng ẩm mà nó nhẹ nhưng mà nó vẫn phải cấp ẩm sâu để mà da của mình không có còn cái cảm giác khô căng nữa. Và đây chính là một sản phẩm như vậy. Bản thành phần thì cho thấy em này không chứa cồn và là một sản phẩm vegan. Rue sẽ thường để sẵn cái chai này trong nhà tắm luôn, và lúc mà mình vừa mới tẩy trang, rửa mặt, vừa mới tắm xong á, lúc mà cái da nó vẫn còn hơi ẩm ẩm á, là Rue sẽ bắt đầu xịt cái này lên. Thì so với lại những cái xịt khoáng ở ngoài á, nó chỉ có mỗi nước không thôi. Và đặc điểm của cái lớp trên cùng của da mình á là nó vốn không có giữ nước được tốt lắm, cho nên bạn sẽ dễ thấy tình trạng là xịt khoáng, ngồi máy lạnh chừng nửa tiếng là da mặt lại bắt đầu khô, thậm chí là khô hơn, là bởi vì nước đã bị thoát hơi khỏi da. Còn trong em này thì có chứa rất là nhiều những cái loại dầu thực vật, cho nên khi mình xịt á thì dầu nó sẽ giúp giảm cái sự mất nước qua da. Bạn sẽ cảm giác cái da của mình nó rất là mịn, nó rất là ẩm. Nói về khuyết điểm ha, thì thành phần của em này có chất tạo mùi, và tiếp theo là sẽ có hai loại dầu có thể sẽ gây ra tình trạng bí da với những bạn da đang mụn hoặc là da quá nhạy cảm. Cho nên với những bạn này thì Rue sẽ khuyên mọi người nên xịt một vùng nhỏ để thử, sau đó rồi hẳn quyết định xịt hết mặt. Với những bạn mà thích cái lớp nền căng bóng thì khi mà bạn hoàn tất cái makeup bạn cũng có thể xịt lên. Nhưng mà với quan điểm của Rue thì những ngày gần đây Sài Gòn quá nóng và cái nền của mình rất là nhanh đổ dầu, rất là nhanh trượt, cho nên Rue sẽ không có áp dụng cách này. Vậy theo mọi người, với từng đó ưu và khuyết điểm, chai xịt này giá gần 500.000 có đáng tiền hay không?